Chào mừng tất cả các bạn và con học sinh lớp 1 đang đến kênh YouTube Chị Học Thành Nhân. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn trên video của mình. Chúc tất cả các bạn một ngày yên lành nhé. Các con học sinh lớp 1 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 2, các số 6, 7, 8, 9, 10 trong sách giáo khoa toán 1 kết nối tri thức nha các con. Khám phá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 con ong. Số 6, số 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 con chim. Số 7, số 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bông hoa. Số 8, số 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ngôi sao. Số 9, số 9, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chú bò cánh cứng. Số 10, số 10, 10. Ta qua phần hoạt động. Hoạt động nha các con. Hoạt động tập viết số. Viết số 6, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10. Qua phần bài 2, số. Chúng ta có mấy cái ổ bánh mì đây? 1, 2, 3, 4, 5, 5, số 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây, chỗ này là số 7. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Đây tôi viết là số sáu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Số tám. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Viết số mười. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Số 9. 1, số 3. Hoạt động 3. Chọn câu trả lời đúng. Cho thêm bánh lên đĩa để. Cho thêm bánh lên đĩa để. Câu A, trên đĩa có 6 cái bánh. Mình thấy trên đĩa có mấy cái đây? 1, 2, 3, 4. Như vậy mình phải thêm 2 cái nữa để được 6 cái. 1, 2, 3, 4. Nếu đây thì 5. Nếu đây thì là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Để được 6 cái bánh ta sẽ chọn câu B. Cho thêm bánh lên đĩa để. Trên đĩa có 9 cái bánh. Trên đĩa ở đây là bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy chọn câu A. Sang trang tiếp theo. Phần luyện tập. Phần 1 là số 1, 2, 3, 3 con vịt, viết số 3.
Đây là con cò. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 con cò phía số 6. Đây mấy con cò đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 con cò phía số 10. Mấy con vịt đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 con vịt phía số 7. Một, hai, ba, bốn. Tôi viết số bốn. Đây, có bao nhiêu chú vịt con đây? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Tám con, tôi viết số tám. Qua phần hai. Luyện tập hai, câu hai là đọc, viết số. Không, một, hai, ba, bốn. Thì tới đây là số năm. 6, 7, 8, 9, 10. Mười, chín. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, không. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ta qua trang 17. Bài số 3. Có bao nhiêu con vật có 6 chân? Ta đếm con vật này có mấy chân? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chân đây. Con vật này 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vật này cũng 6 chân. Con vật này, con nhắn nhện này thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con này 8 chân. Con này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con này cũng 8 chân. Con này 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con này 6 chân. Vậy có mấy con vật có 6 chân? 6. 6. 6. 1, 2, 3. Vậy có tất cả. Ba con vật. Có 6 chân. Bây giờ câu số 4. Số. Có bao nhiêu cái cây xanh? Ta đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy có 8 cây xanh. Có bao nhiêu ông mặt trời? Có bao nhiêu ông mặt trời đây? 1 ông mặt trời. 1 ông mặt trời, như vậy tôi biết số 1 đây. Có bao nhiêu đám mây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 đám mây. Rồi, có bao nhiêu chú vịt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 con vịt. Viết số 9. Là có bao nhiêu con chim?
có con chim nào không? Nhìn trên đây không thấy con chim nào hết. Như vậy không con chim biết số 0. Nào qua trang tiếp theo, luyện tập tiếp theo. 1. Chọn số thích hợp với số con vật. Đây có 1, 2, 3, 4, 5, 5 con chim, chọn số 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 chú gà con, mình chọn số 6. Mấy chú thỏ đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chọn 10 con thỏ đây. Xéo đầu đỏ đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 con, mình chọn 7. Đây có một con bò sữa, cho nên mình chọn số 1. Đây có 3 chú voi, 1, 2, 3, mình chọn số 3. Đây có mấy chú chó đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, mình chọn số 8. Bên này có bao nhiêu chú ong? Con ong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chọn số 9. Câu số 2, chọn câu trả lời đúng. Cho thêm trứng vào khay để trong khay có 8 quả trứng. Như vậy mình thấy trong khay có bao nhiêu quả rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy mình thêm thành là 7, 8. Mình phải thêm 2 quả nữa nha, thành 8. Vậy các con xin lớp 1 thông minh. Bài học số 2, các số 6, 7, 8, 9, 10. Bài 2, các số 6, 7, 8, 9, 10. Đến đây là hết rồi. Thầy xin chào tạm biệt các con và hẹn các con trong bài sau nha. Các con cố gắng học thật tốt nhé. Xin chào tạm biệt.